hẳn một cặp đôi âu yếm tình cảm với nhau khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Cụ thể là chàng trai định hôn cô gái, nhưng cô gái không cho. Người đàn ông tát cái mạnh vào má cô gái. Vốn là cô gái hiền dịu nên cô gái chỉ đánh nhẹ vài cái vào mặt người đàn ông. Hắn ta thấy thế liền đáp trả nhưng bất thành. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau trong truyền thuyết đây hả? Phụ nữ lực đi. Xem thánh rắc mới có 180 phút. Nhẹ nhàng và thuần thục như vậy, chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên anh ta đu theo trào lưu này. Đây có lẽ là họ hàng thân thích nào đó của thánh rắc muối chăng? Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.